Xin chào quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, nối với vùng áp thấp trên Biển Đông, nên hôm nay Bắc Bộ duy trì nhiều mây, mưa xuất hiện tại vùng núi vào buổi sáng và đến trưa chiều mở rộng ra các tỉnh Trung Du và Đồng Bằng. Nhiều điểm ghi nhận được lượng mưa lớn như tại Thái Nguyên, gây ngập úng, thể hiện là vùng màu vàng và hồng trên ảnh mây vệ tinh. Đây mới chỉ là bắt đầu của một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng, được dự báo sẽ kéo dài suốt cả tuần tới tại Bắc Bộ, khi rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp trên Biển Đông hoạt động mạnh. Mưa diễn ra bất chợt trong ngày nhưng tập trung chính vào chiều tối và đêm. Trọng tâm mưa lớn sẽ là khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc, với lượng mưa phổ biến từ 30 cho đến 50mm, có nơi trên 100mm, nên cần phải đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Còn với miền Trung, ảnh hưởng của rãnh áp thấp chủ yếu là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, nhưng cường độ không mạnh. Vì thế tại đây trong chiều và tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ cao từ 32 cho đến 35 độ. Còn với khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi, vẫn trong những ngày ít mưa, nắng nhiều, nắng nóng xảy ra trên diện rộng với ngưỡng nhiệt cao từ 35 cho đến 37 độ. Khu vực Nam Trung Bộ trong chiều và tối mai cũng có mưa dông, nhiệt độ cao từ 31 cho đến 34 độ. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam vẫn đang hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Vì thế, những cơn mưa rào và dông vẫn xảy ra đều đặn tại Nam Bộ và Tây Nguyên. Thời gian mưa dông tập trung về chiều và tối, diện mưa nhiều nơi, cục bộ vẫn có những điểm mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nối với rãnh áp thấp có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc, từ nay đến ngày 20 tháng 7, ở vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Như vậy, trong 24 giờ tới, mưa diễn ra trên diện rộng tại hai đầu đất nước. Nhiều điểm mưa vừa mưa to, người dân đề phòng tố lốc trong cơn dông, cũng như ngập úng cục bộ, sạt lở đất đá vùng đồi núi. Đến đây, bản tin thời tiết tổng hợp ngày 18 tháng 7 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.